Sao mà quay chết thế? Em phải xin lỗi anh. Em vừa đi thăm một cô bạn gái. Vâng vâng. Thế cô ấy lại bị suy nhược cơ thể. Thế là đâm ra là em đến hẹn anh rồi nhưng mà đến hơi muộn một tí. Em cảm ơn, em cảm ơn. Vâng. Cho nó đỡ mệt mỏi đã. Anh Hoan. Thế anh Hoan ơi, thế này nhá. Anh giới thiệu cho em ăn một cái món gì đấy nó bổ dưỡng mà. Để có thể là bây giờ nhé, em về em có thể em nấu cho bạn gái em ăn này. Hoặc là em về em mách bạn gái em nấu để cô ấy hồi phục sức khỏe cho nhanh. Thế thì đúng chỗ rồi đấy. Đúng chỗ. Anh biết coi như là chỗ, biết chỗ. Rất ngon và nhất định em sẽ cười hài lòng. Thế được rồi. Rồi. Anh, rồi. Thế bây giờ cũng muộn rồi, anh em đi luôn. Vâng. Rồi, đi. Về. Đi. Vâng, mời em. Vâng. Sắp đến rồi. Dạ. Dạ không đây ạ. Chính là chị Hoa, chủ của nhà hàng có món ăn bổ dưỡng mà anh muốn giới thiệu cho em biết đấy. Vâng vâng. Xin chào chị. Chị Hoa này, hôm nay ấy là chương trình ẩm thực độc đáo cũng như là Quang Thắng đến ghé thăm nhà mình, và Quang Thắng có một đề nghị nhỏ nhỏ với anh Hoan là muốn tìm hiểu một cái món gì thật bổ dưỡng để về Quang Thắng học tập để sau đó là nấu cho bạn gái đang nằm bệnh viện. Đấy. Chắc là món như món ban đầu của anh Hoàng. Đúng rồi, mình vẫn hay ăn, đúng rồi. Anh Quang Thắng hôm nay lại muốn thể hiện cái món cháo chim cho bạn gái. Đúng rồi. Xin mời anh Quang Thắng lên bếp. Lên bếp luôn ạ. Dạ vâng. Đấy, quý vị ơi, chị Hoa có nói với tôi là mời lên bếp luôn. Thế chính vì vậy là xin mời quý vị hãy đi theo Quang Thắng luôn. Xong lên bếp thao tác xem như thế nào nhé. Anh Hoan, anh chờ em ở dưới này. Rồi, em đi. Thao tác thật nhanh rồi em xuống với anh. Rồi, nhá. Rồi. Xin mời quý vị. Xin chào Thế nhá. Vâng, chào anh. Xin chào. Dạ, vâng, chào. Thế nguyên liệu chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, em chuẩn bị sẵn sàng. Gồm có những cái gì là Thế có thể giới thiệu cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ẩm thực độc đáo này cũng như Quang Thắng được biết không? Dạ vâng, chào anh. Thế anh, đây là gạo gồm gạo xay. Gạo xay gồm có gạo lếp và cùng gạo tẻ, xay cùng. Xay cùng nguyên liệu cùng xay cùng này và gồm có đỗ xanh, và hạt sen. Khi hạt sen với đỗ xanh thì ta làm sạch thì ta phải ngâm một thời gian tầm 5 đến 10 phút ngâm nước ấm. Thì lúc đấy là ta sẽ cho ta xay cùng và để nấu cùng cháo, trộn cùng vào cháo. Đấy, bao gồm cùng cả ý dĩ luôn. Ý dĩ. Xay cùng nguyên liệu của cháo ăn kèm cùng với cháo cùng là gồm có cải cúc và tía tô và hành hoa và lầm kim, và đây là hai anh chim trên lẩu cháo chim là nấu dành cho bốn người ăn. Với cả đây là đồ gia giảm thì tất cả đồ gia vị những thứ này, gia vị này, hạt tiêu này, vâng, mì chính này, đường này, đặc biệt đây là một nêm mỡ phần của gà để nó tăng cái độ béo và độ thế bây giờ ta có thể chế biến không? Chế biến thì gồm những cái gì và Thế có thể là cần Quang Thắng giúp Thế cái gì? Trước tiên thì một chuyện chế biến thì bắt đầu sẽ chặt chim. Rồi giờ chọn chim là như thế nào là Thế lát nữa phải dặn đấy nhá. Vâng. Như thế nào để nó biết là nó béo. Đây, khi chọn chim thì chọn làm sao cho con chim thứ nhất là phải tươi, ngon và nó còn sống và phải khỏe mạnh. Đấy, khi mình làm sạch sẽ rồi nhìn chim nó phải trắng, nó không bị đốm, đốm và không bị tím, không bị gãy, nó phải khỏe mạnh như ai, nó trắng trẻo và béo. Ngon. Đấy. Thế nào biết nó béo? Anh đây, mực thấy chưa? Béo, chim nó béo như này. Đấy, chim béo thành thế đấy. Vâng. Em chặt chim nhé. Không to và không nhỏ quá. Nhỏ quá thì họ bảo mình tiết kiệm. và bây giờ chim đã chặt xong đi rồi. Tiếp theo là ta cho vào nó nấu thôi nhỉ? Vâng, dạ vâng. Nấu trước khi chặt xong thì ta còn phải trần để cho nó sạch. Trần cho sạch. Rồi. Mình cứ tưởng là cho nó nấu luôn. Cho nước nó sôi lên sau đó là mình trần. Mình trần, đúng rồi. Nước sôi và mình trần sơ lên, trần khoảng 1 phút. Khi nó đủ sôi, chim sôi mình đã vớt chim ra. Chứ không chín quá thì mất mất hết chất. Vâng. Nước bây giờ đã sôi rồi. Vâng. Tiếp theo ta làm gì ở Thế? Mình đổ chim vào, mình trần. Đổ chim vào trần thôi. Giờ được 15